chia một người là Jonah, được giao kế hoạch to và ông đã nhút nhát chẳng vần theo. Thuyền đưa ông ra khơi vì mong tránh mặt cha, ầm vang lên sóng to cuồn trào. Rồi bị quăng ra nơi sâu và ông khấn thiết nguyện cầu, lạy cha cứ giúp con giờ này. Ngài nâng Jonah lên, Ngài nghe tiếng cầu xin. Jonah ra đi báo tin từ trời, này là cách Chúa to bày ngài. Hãy mãi khắc ghi điều này, chính Chúa muốn to bày nhân từ nơi cha. Chúa mong ta luôn tự do trong ngài, buồn sống Chúa mãi tuôn tràn, vẫn phục theo ý Chúa hằng luôn soi sáng cho muôn người biết giới ngài. Và ngày hôm nay ta nên làm theo ý Chúa truyền ban, mọi điều Chúa phán tuyên vẫn theo. Bạn bè chung quanh ta cần ơn cứu rỗi thường thiên, nhận bình an phước ân từ ngài. Này là cách Chúa to bày ngài, hãy mãi khắc ghi điều này. Chính Chúa muốn to bày nhân từ nơi cha. Chúa mong ta luôn tự do trong ngài, nguồn sống Chúa mãi tuôn tràn, vâng phục theo ý Chúa hằng luôn soi sáng cho muôn người biết giới ngài. Chính Chúa muốn to bày nhân từ nơi cha. Chúa mong ta luôn tự do trong ngài, nguồn sống Chúa mãi tuôn tràn, vâng phục theo ý Chúa hằng luôn soi sáng cho muôn người biết giới ngài.